Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, Quốc hội dự kiến sẽ tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu năm sau để xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng liên quan phát triển kinh tế xã hội dựa trên đề nghị của chính phủ. Nêu cao tinh thần tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ. Sáng ngày 29 tháng 11, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15. Sau 22,5 ngày làm việc, đợt 1 từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, đợt 2 từ ngày 20 tháng 11 đến sáng ngày 29 tháng 11 năm 2023, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc. Phát biểu tại buổi họp báo, Tổng Thư ký Quốc hội chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, tập trung giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao. Theo đó, Quốc hội tích cực, khẩn trương xem xét, giải quyết một khối lượng lớn công việc liên quan công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, cũng như quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Có thể nói, mặc dù năm nay là năm giữa nhiệm kỳ của Quốc hội khóa 15 nhưng nhiệm vụ xây dựng pháp luật cũng đã được tiến hành tích cực. Khẩn trương, với việc hoàn thành 114/137 nhiệm vụ, đạt 83,2% theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa 15, khẳng định sự tích cực, khẩn trương trong việc xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ này, Tổng Thư ký Quốc hội nhấn mạnh. Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cũng nêu rõ, dù khối lượng công việc lớn, nhưng Quốc hội đã nêu cao tinh thần tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ. Cụ thể, Quốc hội đã thông qua 7 luật, 9 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Quốc hội cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Giám sát tối cao chuyên đề, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét, quyết định các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét báo cáo về tổng hợp kiến nghị của cử tri và nhân dân, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng một số nội dung quan trọng khác. Ông Cường cũng thông tin, xuyên suốt kỳ họp, có 2.202 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký và phát biểu tại các phiên thảo luận tổ và ở hội trường, 457 lượt đại biểu đăng ký và thực hiện quyền chất vấn các bộ trưởng, trưởng ngành. Các ý kiến của đại biểu Quốc hội đều thể hiện sự thẳng thắn, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đại biểu trước Quốc hội, cử tri và nhân dân. Đặc biệt, nghị quyết chung của kỳ họp đã nhận được sự đồng tình rất cao của các đại biểu Quốc hội, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, thể hiện sự nhất trí, đồng thuận cao của Quốc hội. Đánh giá kỹ lưỡng tác động của chính sách, tránh việc phải sửa luật. Cũng theo Tổng Thư ký Quốc hội, ở kỳ họp lần này, Quốc hội chưa thông qua luật đất đai, sửa đổi, và luật các tổ chức tín dụng, sửa đổi. Điều này thể hiện tính cẩn trọng, trách nhiệm, kỹ lưỡng của Quốc hội trước các vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, cần thời gian xem xét kỹ lưỡng để đánh giá tác động của chính sách, tránh việc ban hành luật rồi sau này phải sửa luật. Luật ban hành phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn cuộc sống, bền vững và đặc biệt không mâu thuẫn, chồng chéo với các luật khác, bảo đảm hệ thống pháp luật phải có tính ổn định, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh. Thông tin với báo chí tại họp báo, ông Cường cũng cho biết, trước yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, Quốc hội dự kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1 năm 2024 để xem xét nhiều nội dung có liên quan theo đề nghị của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thư ký Quốc hội nêu rõ, trước thực tiễn phát triển kinh tế xã hội có nhiều vấn đề phát sinh, thay đổi nhanh, cần sự đồng hành của Quốc hội để cho ý kiến về các quyết sách và thực hiện thẩm quyền của Quốc hội theo hiến pháp, song nếu một năm họp hai kỳ sẽ chậm so với sự phát triển của đất nước. Chính phủ đề xuất các vấn đề cần thiết, cấp bách, có tác động đến thúc đẩy kinh tế xã hội thì Quốc hội sẽ họp để cho ý kiến giải quyết, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh, đồng thời cho biết các vấn đề cụ thể tại kỳ họp bất thường sắp tới sẽ được Quốc hội xem xét. Quyết định sau dựa trên các đề xuất từ chính phủ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.